ta đã làm lũ đối diện với tất cả mọi sự việc để chúng ta làm ăn kinh tế, mua gánh bán bưng. Và để rồi hôm nay có một cái ngày để rồi quý vị ta trở về miền Thác Sơn để chúng ta kính viếng. Cho nên biết bao cái thời gian mà quý vị ta vật vã giữa trường đời, hôm nay chúng ta lên trên núi này thì mong quý vị ta đồng gác bỏ hết tất cả mọi việc để rồi chúng ta lo và chúng ta nhớ đến về đạo đức. Cho nên việc đời xin gửi lại chẳng ai, dâu gửi vợ con việc đúng sai, xin được miễn bàn nơi cửa Phật để lòng thanh tịnh kiến Như Lai. Thì buổi đầu tiên nhân hôm nay tôi xin rộng giới thiệu tu sĩ Nghiêm, người quê xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, sẽ gửi đến vị qua một đề tài trong giáo lý Phật giáo Hảo trước khi lên đàn. Nhân viên hội ngộ hôm nay tu sĩ Nghiêm gặp gỡ chuyển khai là vàng, muốn cho linh động diễn đàn, kính mời vị cho tràng pháo tay trân trọng, kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy. Kính thưa toàn thể quý bà cô bác các chị em đồng đạo hiện diện kính mến. Kính thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày mùng 10 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, cũng là ngày phái đoàn chúng ta đi tham quan hành hương. Toàn thể cô bác các chị em chúng ta nhớ lời Phật dạy: đất đồng có mọc bẫy đầy, xúm nhau chen chúc đường gầy mới vui. Ghe xuồng kẻ tới người lui, nhớ lời Phật dạy mới nhủi chui núi rừng. Đức thầy cho biết là các con lành khá chọn ngay đường, tuy thân thầy lướt được gió sương mà thỏ chí tan bồng hồ thủy. Câu trượng phu là trang nghĩa sĩ, chữ anh tài của đấng trung lương, phận tu hành đảm bạc trao tương, miễn cầu đặng an khương cũng bể. Cho nên nhân dịp đầu năm thì toàn thể cô bác anh chị chúng ta kết hợp thành phái đoàn để rồi đi du sơn giếng núi, vì nơi đây là cái nơi linh thiêng màu nhiệm, mà đức thầy cho biết là khí thiêng liêng sông núi nhiệm màu, ung đúc giống anh hùng giang bốn bể. Và trong thời gian này không có gì hơn là chúng ta ngồi ở đây để mình tâm sự, gieo duyên qua đôi điều đạo đức để nhắc nhớ cùng tu cùng tiến. Bởi vì đức thầy cho biết là ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, trời bá tánh rủ nhau niệm Phật. Cái việc tu đó, lời xưa cho biết là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, cao sơn tự thạch động, cao đạo trợ dương giao. Nghĩa là núi cao thì nhờ đá chất thành, đạo cao thì nhờ có bạn lành trợ duyên. Nên như vậy mà cái việc tu đó thì đức thầy cho biết là cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật, liên đài ắt lên. Vì thể hiện được tinh thần đó nên toàn thể cô bác em chúng ta nhân cái chuyến đi núi này đó là mình rủ là 300-400 người. Vì lời nói đầu tiên của Đệ Nghiêm đó là xin thay mặt cho ban tổ chức cùng tất cả các em tu sĩ kính chúc quý vị lời tốt đẹp nhất. Và kính thưa toàn thể có chị em, bởi vì cái việc đi núi đó nó rất là mầu nhiệm. Mỗi khi mà đi núi về đó thì đa số là mấy anh em thanh niên là phát tâm tu, trở về nhà bỏ rượu, rồi bỏ quýnh bài, bỏ đá gà vân vân. Bởi vì trước đây đức thầy đã dắt đức ông cũng như tín đồ để đi núi, và hôm nay chúng ta là người tín đồ cũng bắt chước theo cái gương hạnh của thầy, cho nên rồi chúng ta đi núi để rồi trước là mình tham quan viễn cảnh lễ bái, và sau đó là chúng ta ngồi đây để rồi nghe pháp cũng như là mình nghe đạo, nghe lại giáo lý thầy. Bởi vì nói là đi núi là giải bỏ căng. Bởi vì thứ nhất là cô bác mình đi núi đó, cái miệng của mình ăn chay, cái miệng của mình ăn chay. Cho nên chiều nay đó đoàn sẽ đãi cô bác mình một cái món chay đặc biệt là tàu hủ bùm chiên trộn núm giòn để đường bột ngọt sấy thành con, thử tỏi để dầu chiên phức, ăn rồi ba bữa vẫn còn ngon. Cho nên chuyến này đi núi khỏe quá tay, ăn chay cúng lại ngủ lai rai, đến ngày xuống núi oi quá khỏe trèo lên căn thử đúng tạ hai. Cho nên như vậy mà chuyến này đó thì đoàn đãi cô bác mình, nhất là chúng ta cái miệng mình ăn chay, thứ hai là cái tay chúng ta đó, cái lỗ tai chúng ta đó là mình nghe đạo, nghe đạo. Và cái thứ ba là cái tâm của mình thì niệm Phật, lúc nào tâm của bác mình đi đâu cũng nhớ câu Nam Mô Phật. Chính vì cái chỗ tam nghiệp là thân khẩu ý của mình đó nó được trong sạch thanh tịnh nên được gọi là giải quả căn. Đức thầy cho biết là cầu tịnh ba nghiệp xong xuôn, Tây Phương quyết đến chung vui Phật đài. Bởi vì tam nghiệp hằng thanh tịnh đó thì đồng Phật giảng Tây Phương, nên một ngày đi núi với cô bác trẻ mình đó là bằng ở nhà chúng ta là một tháng, bằng ở nhà một tháng. Bởi vì sau khi mà chúng ta giác ngộ được cái đạo đó thì bản thân mình tu là bản thân mình tốt đẹp, huynh đệ biết tu là huynh đệ thuận hòa, bằng hữu biết tu là bằng hữu đoàn kết, vợ chồng biết tu là vợ chồng thủy chung.
Gia đình biết tu là gia đình hạnh phúc, xã hội biết tu là xã hội sẽ văn minh. Đất nước biết tu là đất nước sẽ thanh bình, mà sinh linh mình biết tu là sinh linh mình sẽ được giải thoát. Bởi vì hoa thơm nhờ nhị, mà con người có giá trị là nhờ có đạo đức. Nên vì vậy mà hoa thơm ai cũng đang yêu, người tu ai chẳng mến yêu bao giờ. Hoa thơm thì ông bớm lăng la, người hiền, trai gái, trẻ già chẳng lai. Đức Thầy cho biết là người tu như thể báo tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật cho biết là hương thơm của loài hoa không bay ngược chiều gió, nhưng mà hương người đức hạnh bay ngược chiều gió muôn phương. Đức Thầy cho biết là câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn ném thì phải ráng siêu tầm. Cho nên vì thế mà bản thân của mình tu thì bản thân mình tốt đẹp. Bởi vì Thầy cho biết là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc, ngỏ lời phiên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca, ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hẳn quán. Rồi bây giờ huynh đệ biết tu đó thì huynh đệ thượng hoàng. Bởi vì Thầy dạy là anh em đừng có đổ giờ phụ phàng, dư muối xe lơ nghĩa tình. Tuy là trời đất rộng thinh, có thằng xem xét phân minh cho mình. Cái việc làm của toàn thể cô bác anh chị em mình ở đây đó là có ơn trên, có chư thần chứng giám hết. Bởi vì Thầy cho biết là lưỡng thần đó, tức là hai bên dây giáp nè, ghi chép liên miên, nào tội nào phước với miền trần gian. Hay là các chư thần từng giảng năm canh, về thượng giới đó tâu qua thượng đế, sổ tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít thôi. Cái người mà biết ăn chay cúng lại đi núi dương bắc mình đó ít lắm. Còn mấy cái người đó mà lo làm tội, đá gà, uống rượu còn quậy quạng rất là nhiều. Cho nên chỗ này đó thì Đức Thầy nói là nơi cửa thánh, ôi người càng quạnh vắng, chốn nhà ma chen chúc quá thêm đông. Bởi vì đạo Phật đó giải thoát không có người vô, mà sòng lô tô thì tới nhóc, phải không? Nói dốc có thì vu, mà nói tu thì chán, vương bán thì mê, cực lạc là quê không ai đến, địa ngục thì bến, thiên đường chẳng hề qua. Lam kiều hữu lộ vắng que, ngục môn không cửa mà hè nhau đi. Vì thế mà tiếp theo đó là vợ chồng biết tu đó là vợ chồng thủy chung. Bởi giờ hôm nay Đức Thầy ra đời giải đạo đó là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Nếu như mà trong cái gia đình nào mà để hai cái câu giảng này đó, làm theo đó là cái gia đình đã được hạnh phúc của em, gọi là gia đình văn hóa. Bởi vì chỉ lấy bốn chữ thôi, cái người chồng đó thì lấy cái chữ hòa, còn người vợ thì lấy cái chữ thuận, cái người con đó thì lấy cái chữ hiếu, mà người cháu lấy chữ hiền, nên gọi là chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Bởi vì Thầy nói là tu là sửa chọn ăn tình tào khang chồng vợ đó, bố kình đừng khoan. Còn nếu như một cái gia đình mà không biết đạo đức, không có biết tu, không biết tôn trọng với nhau đó, thì cái gia đình đó thường hay rất là xào xáo. Ông ăn chả thì bà ăn nem, ông thì tâu bà len, bà tâu bà na, ông ngó qua bà ngó lại, ông mực thẳng mà phục dùng. Hôm nay nhờ mình hiểu được giáo lý Thầy, chồng giữ thì vợ bớt lờ, cơm khô bất lửa không đời nào khê, vợ giữ thì chồng ngủ an, thuận bờm xuôi gió với tàu khang suốt đời. Ông thẳng thì bà phải dùng, nếu ông thẳng bà thẳng thì cùng đứt dây, phải không? Ngày xưa đó mình chưa có hiểu đạo đó, cho nên là ngày xưa lưu bể lưu lành cứ xào xáo hoài. Hôm nay mình hiểu đạo, hai lưu hiệp lại trở thành lưu to, mà lưu to tức là lo tu đó quá trời, mà lo tu thì đâu có lưu, phải không? Bởi vì tôi nói đó, hoa tư đẹp bở màu hồng, còn người tư đẹp bở tấm lòng thủy chung. Cho nên nếu mà cái gia đình nào mà tu đó thì cái gia đình người đó rất là hòa thuận ấm êm. Cho nên vợ chồng biết tu thì vợ chồng thủy chung, gia đình biết tu là gia đình hạnh phúc, gia hòa thì dạng sự yên, mà tử hiếu thì song thân lạc. Nếu như mà cái gia đình mà hòa thuận đó thì mọi chuyện đều nên, con có hiếu thì cha mẹ rất là vui mừng. Xin thưa các bác chị em, có nhiều khi đó là gia đình rất là khá giàu, nhiều tiền của, nhưng mà nếu các bác mình sống trong một cái gia đình giàu có mà bây giờ ông chồng đó ông sanh tâm có đứa bé, các bác mình thấy có vui không? Vật giả là bà vợ đó là bà tối ngày đó là bà đi quýt bài,
thì cái chuyện này cũng không bao giờ vui. Hoặc giả là con của mình đó thì nó quậy quạng, nó uống rượu, rồi nó chơi bời theo xã hội đen, hoặc giả là đi đá gà, thì cái chuyện này cũng không bao giờ vui. Có nhiều cô bác nói đó, Đệ Nghiêm ơi, Đệ Nghiêm, ước gì đó nghe mà có một đứa con biết tu đó, một đống vàng không đổi. Có nhiều đó là cha mẹ ước như vậy đó, có trên ước làm sao cho con mình biết đạo đức, nó biết hiếu thảo thì một đống vàng không đổi. Bởi vì từ trên tới dưới thuận hòa hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang, thầy về tâu lại Phật đàn cuối sinh nhỏ phước, sớm làng bình an. Rồi cuối cùng đó là nếu như linh hồn mình biết tu đó là linh hồn mình sẽ được giải thoát. Bởi vì ngoài cái thân xác cô bác anh chị em mình đó, thì ở bên trong chúng ta còn có linh hồn nữa. Cái thân xác mình là giả tạm, do tứ đại đất nước gió lửa hiệp thành, sớm muộn gì nó cũng tan rã. Cho nên sau khi chúng ta chết đi đó, thì xương thịt của mình nó trở về cho đất. Cái xương thịt của mình đó nó trở về cho đất. Máu trong mình của mình đó nó trở về cho nước. Cái hơi thở của mình nó trở về cho gió. Và cái sức nóng trong mình đó nó trở về cho lửa. Nên gọi là đất, nước, gió, lửa. Cho nên các bác mình thấy không, sau khi mình chết đi đó, cái thân xác của mình đó, người ta chặt, người ta bầm, người ta quăng xuống sông cho cá ăn đó, mình cũng không có ý kiến cái còi gì hết. Đâu còn sống đâu mà ý kiến, phải không quý vị? Nhưng mà cái phần thứ hai, tức là linh hồn của mình đó, nó không bao giờ chết. Sau khi thân xác này nó trả về cho tứ đại, thì cái linh hồn chúng ta sẽ đi thọ một cái thân khác. Xin thưa có cho em, cái linh hồn mình đó nó sẽ xuất ra và đi thọ cái thân khác. Nhưng mà lúc này cái linh hồn của mình không còn làm chủ nữa, mà lúc này do cái nghiệp. Cái nghiệp là gì? Cái nghiệp là việc làm, là hành động. Nếu như ở thế gian của bác mình biết tu hành, làm điều thiện, cúng lại ăn chay, hiếu thảo cha mẹ đó, thì cái đó là thuộc về cái phước báo. Cái phần thanh thì cái linh hồn này đó sẽ dắt mình đi đầu thai cái chỗ tốt đẹp. Nếu cái thân con người thì được tốt đẹp, giàu sang, có cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc đầy đủ. Còn nếu cao hơn nữa, được về tiên, về Phật. Còn nếu trái lại, mình sống không biết lo tu hiền, lo làm lành, ta sinh ra không phải để ăn với ngủ, lo chơi bờ chỉ là cả muôn thu, hết bạc bài say ngủ suốt canh thâu để rồi chết, xác hồn đều tiêu mất. Thì lúc này cái linh hồn của mình nó sẽ thọ cái thân thấp kém hơn, làm súc sanh, tức là làm con này con nọ. Người ta đến nhà đó mà mình chào hỏi không được, chỉ đứng trước cửa nhà sủa vô vô vô. Bữa của bác biết có gì không? Phật giả là ở sau nhà đó ủi sàn nước. Còn nếu thấp hơn nữa đó, mình đầu thai vào loài ngã quỷ, đầu thì bự, cổ nhỏ, bụng to, ngày đêm chịu đó khác, Phật giả là sanh vào địa ngục. Nên Đức Thầy cho biết là mê muội ác hung về địa ngục, hiền lành nhắm mắt thấy non ti. Cho nên cuối cuộc đời chúng ta đó, ở trên thế gian đó, mình tạo tác lo làm ăn buôn bán giành giật, nhưng mà sắm sửa rất là nhiều thứ. Nhưng mà khi cuối cuộc đời của cô bác anh chị em chúng ta đó, là mình đem theo chỉ còn có hai thứ mà thôi, đó là tội và phước. Bởi vì Đức Thầy cho biết là nhắm mắt chỉ đấm hai tay, đâu đem tiền của, đem gầy hầu non, chỉ có tội phước hở còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, tội nhiều thì xa đọ nhiều ngày thảm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan. Ngày nay, tức là bây giờ đó, sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dạy khôn luân hồi. Chỉ điều hôm nay nếu chúng ta giác ngộ được cái đạo đó, thì coi như mình cũng giống như là gặp con thiền, cũng giống như là mình đã gặp được cái dịp may mà Đức Thầy cho biết là xưa nay chẳng có mấy khi dương trần có Phật. Chị thì xuống đây, kính thưa quá chị em, để cái buổi mà gặp gỡ đó, trao đổi hôm nay, thì Đệ Nghiêm xin giao duyên của bác mình qua một cái đề tài được rút trong giáo lý thầy mang bốn chữ, đó là kịp kỳ long hội. Có nghĩa là tu làm sao để kịp hội long quang. Cô bác mình đồng ý không ạ? Chị thì xin thưa cô bác chị em, bởi vì hôm nay đây đó, Đức Thầy chúng ta Ngài đã dâng năm sắc lệnh xuống đây để mở ra hội long quang. Mà Thầy cho biết là thiên đình lệnh mở hội thi,
nên ta xuống bút dạy thì trần gian chớ hồn mình giữa lâm sang thảnh thơi còn xuống thế gian làm gì. Cho nên thầy cho biết là ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới triền khai đạo pháp, nghĩa là thầy dân sắc lệnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thiền lâm Phật Thích thở xưa kia, non tiết rèn ra bát chánh kìa, phổ quá văn lành trong khắp chúng hoàn cầu bốn biển khắp danh biên. Và sắc lệnh thứ hai thầy cho biết là muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Cho nên chỗ khác thầy còn giới thiệu là A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đang trông chờ mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành đang tìm kiếm những người hiền đức. Và sắc lệnh thứ ba là Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền, lệnh Quan Âm dạy bảo khùng tròn cho bổn đạo khắp nơi đặng biết. Và sắc lệnh thứ tư đó là thầy cho biết là thừa dưng sắc lệnh của trời cùng ông Phật Tổ giáo đời khuyên văn. Và sắc lệnh thứ năm tức là điên này dưng lệnh Minh Dương giới lệnh Phật Đường đi xuống giảng văn, xuống đây để khai mở ra hội Long Hoa. Vì thầy cho biết là lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sắc cũng tiêu, thảm thương bá tánh chính chiều ruột đau. Phật giả thầy cho biết là Long Hoa hội ăn cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Vậy thì xin thưa có chị em, nhưng mà trước khi nói đến cái hội Long Hoa đó thì xin giới thiệu cho các bác mình thêm vài cái hội mà được nằm trong giáo lý của thầy. Cái hội thứ nhất thầy cho biết là muốn xem được hội Long Đình thì dân phải ráng sửa mình cho trơn. Thứ nhất là cái hội Long Đình nha. Và cái hội thứ hai đó thầy cho biết là ai mà sửa đặng vuông tròn Long Văn đến hội Lầu Son dựa kề, cái hội thứ hai tức là hội Long Văn. Và cái hội thứ ba đó là Đức Thầy cho biết là cõi trung ương lưng chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. À, các bác mình bắt đầu chúng ta tiếp tục nghe nha. Và cái hội thứ tư đó thầy nói là quyết đưa chúng về nơi non khú tạo lưu bồng, ngõ hội quần tiên. Và đến cái thứ năm tức là cái hội Long Hoa đây. Xin thưa quý vị, nhưng mà cái hội Long Hoa này đó lập ở đâu và chừng nào lập thì hôm nay xin nói cho các bác mình nghe luôn, mà mình nói nhỏ khoảng chừng 200-300 người nghe thôi. Xin thưa quý vị, chỉ để cái hội Long Hoa này Đức Thầy cho biết là lập ngay nước không cấm của bác chị em chúng tủ rồi. Chỉ để cho biết là cả kêu kìa hở là ai quan trường gời dứt mặt mày chùi lao, lui chơn ra khỏi châu mau tầm trong lánh đục tẩu đầu, mới ngoan theo ta đến chốn tiên bang đặng coi các nước hội hàng. Có ai thuộc có sao không? Hội hàng năm non phải không? Vậy thì xin thưa quý vị, hội hàng năm non bởi vì ở trên núi Ông Cấm này đó là có năm cái non mà được Đức Phật Thầy chỉ điểm. Một là cái dồ Bù Không. Thời kỳ pháp thuộc cho biết là từ vật biển đo lên cái dồ này đó là 716 mét, nhưng bây giờ đo lại là trên 1000 mét, bởi vì núi đá càng ngày càng lớn. Và cái dồ thứ hai đó là cái dồ Đầu, cái dồ thứ ba là dồ Bà, và cái dồ thứ tư là dồ Ông Bớm, mà cái dồ thứ năm là cái dồ Thiên Tế là của ác mình đang ngồi ở đây. Vì vậy cho biết là rừng lâm cây đá thấy ngày nay, bây giờ của ác mình toàn thấy cây đá không đó. Nhưng mà ruột năm non có các đài chờ đợi con hiền nơi tục cổ, tới thờ thượng cổ điểu hòa mai. Xin thưa quý vị, mà thầy giới thiệu là trên năm non rồng phụng tốt tươi miền bảy núi mà sao báo quý. Cho nên lời xưa đó Đức Phật Thầy cũng cho biết rằng là núi rừng đó chỗ ngọc chỗ ngà, Long Hoa lại chỗ trên tòa thượng quân, Nam Bang một lá quế đơn, năm châu đó là hội hiệp thắt sơn vui vầy. Cho nên vì thế mà ở đây đó là được lập ngay núi Ông Cấm, bởi vì nơi đây đó là thầy cho biết là cái vùng thắt sơn tức là bảy núi. Cái núi mà chúng ta đi giếng đây đó là núi Ông Cấm, còn gọi là Thiên Cẩm Sơn tức là núi Cấm Trời. Và sau lưng cái núi Ông Cấm là cái núi dài Vạn Liên, chiều dài 8 cây số, Phật Thầy đặt tên là Ngọa Long Sơn. Chữ Ngọa là nằm, chữ Long là rồng, chữ Sơn là núi, tức là núi con rồng nằm. Phía dưới đó là núi Cô Tô đặt tên là Phụng Hoàng Sơn. Và từ cái đốc của bác mình đi vô đó, ở bên tay trái là núi Ông Két đặt tên là Anh Vũ Sơn. Và bên phải là núi dài Năm Giếng đặt tên là Ngũ Hồ Sơn.
Bởi vì chữ ngũ là năm, chữ hồ là giếng, chữ sơn là núi, tức là núi dài năm giếng. Ngược bác mình đi vào báo chúc đó, cái núi tượng là liên qua sơn và cái núi nước là thủy đài sơn, tức là bảy núi, và thầy nói là thất sơn lộ vẻ đài lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta, phiên bổn đạo gần xa nuôi trí, lẽ nhiệm màu quyền bí được nơi đây. Nhưng mà để cho dễ hiểu hơn thì đức thầy thố lộ là làm cho rồi phận tu mi, sau này sẽ thấy ly kỳ năm non, chừng bảy núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ chăng ngôi. Vậy thì cô bác mình đã biết là cái điểm mà lập hội sau này mà đức thầy cho biết là cái vùng thất sơn, mà cái trung tâm điểm là núi Ông Cấm đây. Tiếng kỳ hương thơm nực biên thì, bủ châu mai quế ly kỳ thất niên, long qua hội đến đó mới yên, đầu sơn nhất sĩ trừ phiên anh hùng. Đó là lời của đức Phật thầy Tây An cho biết. Nhưng mà cái hội này đó là chừng nào lập? Xin thưa các bác em, bây giờ chúng ta nói luôn đi. Xin thưa quý vị, năm 1939, sau khi đức thầy ra đời mở đạo, thì ở làng Hương Nhơn đó có cái bà này tên là bà Sáu Tâm. Và năm đó thì bà được 88 tuổi. Một hôm nọ, cái người cháu nội của bà đó đến tổ đình đó là nghe đức thầy thuyết pháp và thỉnh được cái quyển giảng thứ nhì, tức là kệ văn của người khùng. Trong cái buổi trưa nọ thì cái anh này anh ngồi anh đọc tới cái đoạn là lời của người Di Tịch núi Sam, chớ chẳng phải bài điều quyển quật, cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc chẳng ở yên, còn xuống hồng trần ấy gì thương trăm họ dạng văn, nên chẳng kể tấm thân lao khổ, giả quê dốt phiên người tỉnh ngộ, giả bán buôn thức giấc người đời, rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo văn thứ nhiều người kiêu ngạo, xuống mượn xác nhằm năm kỷ mão, buồn sớm làng cứ ghét điên khùng. Cho nên khi bà nghe đến cái đoạn này đó thì bà kêu cái người cháu nội của bà là dừng lại và đọc thêm cho nội nghe thêm một lần nữa. Sau khi bà nghe xong thì bây giờ bà chuẩn bị đồ đạc là bà xuống tổ đình để tìm thầy. Xin thưa cô bác chị em, khi đến tổ đình đó gặp đức thầy, bước ra thì đức thầy nói Tâm, dễ ơn hôm nay tức là con mới đến tìm thầy. Năm đó thì đức thầy được 21 tuổi mà bà Sáu Tâm là 88 tuổi. Nhưng mà thầy nói là Tâm, dễ ơn hôm nay tức là con mới đến tìm thầy. Thì bắt đầu bà Sáu Tâm đó là mới nhìn đức thầy một hồi lâu đó, thì đức thầy mới dở cái bàn chân lên để cho bà Sáu Tâm nhìn một lần nữa. Sau khi xong bắt đầu bà chợt bà khóc, thì con cháu của bà đi theo thấy lạ mới hỏi nguyên nhân gì mà nổi khóc. Thì bây giờ bà Sáu Tâm bà mới kể, bà nói là năm 1856 lúc đức Phật thầy Tây An ra đời và lúc này Phật thầy trị bệnh tại núi Sam, thì bà đang mang cái chứng bệnh tức là dịch tả. Bởi vì cái năm đó là bệnh dịch tả hoành hành, mà hễ mà sau khi mà vướng bệnh là vài ngày chết đó cô bác. Cho nên cha mẹ của bà đó là mới hay tin đức Phật thầy trị bệnh tại núi Sam, ẩm bà đến núi Sam để Phật thầy trị bệnh. Nhưng mà khi đến núi Sam đó, vì bệnh quá nặng nên bà tắt thở và chết. Nhưng mà Phật thầy nói không sao đâu, đem vô đây Phật cứu cho. Thì cha mẹ của bà mới đem vô, lúc này để xuống, đức Phật thầy Tây An mới lấy cái bàn chân đó để lên mình của bà. Một hồi lâu thì bà ấm và sống lại. Khi bà sống lại đó thì Phật thầy mới thuyết pháp cho gia đình của bà. Và lúc này đó là Phật đầu mới sờ cái đầu bà Sáu và nói rằng đó, con có duyên cùng thầy, con gán tu đi, sau này con sẽ gặp đại thầy. Con hãy nhìn kỹ thầy nghe. Kêu bà Sáu Tâm đó là nhìn kỹ thầy. Thì lúc đó bà Sáu Tâm đó, bà nhìn rất là kỹ. Thứ nhất là đức Phật thầy Tây An khi xưa đó có ba cái cổ. Đức Phật thầy Tây An khi xưa có ba cái cổ. Và cái bàn chân của đức Phật thầy là nó bằng phẳng, nó không có hót như mình của chị em. Và hôm nay khi bà bước vô, điều đầu tiên bà gặp đức thầy đó là có ba cái ngắn cổ đó. Các bác mình xem cái hình đề mi mà tóc ngang vai đó thì đức thầy chúng ta là có ba ngắn cổ. Và cái điều thứ hai là cái bàn chân của đức thầy đó là nó bằng phẳng, nó không có hốc như mình. Một vị Phật thì có cái tướng hảo nó khác hơn cái người chúng sanh của chị em. Cho nên bà quả quyết rằng đây là đức Phật thầy Tây An chuyển kiếp lại. Cho nên bà kêu cả con cháu dòng họ đến làm lễ quy y. Sau khi làm lễ quy y xong thì bà hỏi đức thầy một câu: thưa thầy, hôm nay con 88 tuổi, con tu có kịp dự hội long qua không thầy? Đó, bà hỏi một câu như vậy đó cô bác chị em. Thì lúc này đó là đức thầy mới viết cho bà bốn câu thơ: long qua hội ấy còn xa, ráng mà tu niệm đặng nhờ thân sau, phải chi hội ấy còn rằng thì ông hà tất xuống trần làm chi.
Xin thưa cô bác chị em, thầy nói đó, năm nay bà 88 tuổi rồi, bất quá bà sống thêm được vài năm nữa là bà mất. Bà cái hội Long Hoa của tôi đó thì mấy mươi năm nữa mới lập, mới mở. Thôi bây giờ bà gắng tu đi, bà gắng tu hết kiếp này rồi bà sanh lên kiếp sau đó, gắng lo tu niệm, gắng mà tu niệm, đặng nhờ tháng sau. Phải chi hội ấy còn gần thì ông Hà Tất xuống chẳng làm chi. Có nhiều đạo hỏi ông Hà Tất là ông gì, cái ông Hà Tất tức là lẽ gì, hay là cớ sao, cái nghĩa là như vậy đó. Cho nên xin thưa cô bác chị em, vậy thì ở đây đó, cái hội Long Hoa này nếu không lập ra thì thôi, mà lập ra là trong vòng tích tắc, có một khắc một thôi. Bởi vì thầy cho biết là muôn thu đó chờ định khắc kỳ, hay là muôn thu thiên định nhất kỳ hạ quân sắc lệnh khai kỳ Long Hoa. Bởi vì một khắc là 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì cái hội Long Hoa này là do chờ Phật tức là lập ra, không phải do chúng sanh thiết kế cái nhà phải trải qua một năm một tháng. Mà ở đây thầy nói là bấy lâu nay nuôi dưỡng các chiêu nay tận diệt lập đời trở lại khắp lê thứ biến di thương hại dùng phép mau. Lập lại thượng nguyên. Cái này gọi là dùng phép nha cô bác chị em. Vậy thì ngày nào tháng nào năm nào thì ở đây hiện nhiên có biết. Nhưng mà ở đây đó, nếu không lập ra thì thôi, mà lập ra rất là mau lẹ. Mà hôm nay đó, Đức Thầy đố chúng ta có một ngày mà không ai biết cô bác. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh mà ngày mai thảm sầu. Có ai biết ngày mai chuyện gì xảy ra không? Bữa nay cô bác mình còn mạnh khỏe, còn vui vẻ, nhưng mà ngày mai đây mình chưa biết chuyện gì xảy ra. Bởi vì cái ngày mai là ngày không có nghe cô bác. Cho nên thầy nói đó, muốn tu còn đỡ chiều mai, phiên người ghen sớm thì xài lâu hư. Muốn tu thì mình tu liền đi, đừng có hẹn lần, hẹn nay, hẹn mai, hẹn mốt. Thấy chẳng thế còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hở chẳng chờ. Việc thế gian như thể cuộc cờ thắng với thối một hai nước tướng. Bởi vì cờ đã thắt còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi. Chiếu cái là bí liền à. Cho nên mình nhiều khi đó cái tâm lý, nói đợi chừng nào gia đình ổn định, cứ gả con cháu rồi mình tu. Nhưng mà cái ngày mai đâu biết chuyện gì xảy ra. Cho nên xin kể bác mình nghe câu chuyện ngày mai. Có cái anh này đó đi qua cái làng nọ, gặp cái quán đó để cái bảng là ngày mai ăn khỏi trả tiền. Nghe cái anh mừng quá đi, nó thôi bữa nay mình nhịn đói khỏi ăn, để ngày mai ăn. Bắt đầu về nhà đó, sáng sớm chuẩn bị mang giày đội nón ăn cái ni thắt cà vạt vô cái quán, kêu các món dọn ra ăn mỗi cái món ăn xong đứng dậy đi, chủ quán nắm áo mời anh tính tiền giùm. Anh ta đứng quay lại cự, nói tại sao chủ quán đó, ngày mai ăn khỏi tiền mà sao tính tiền tôi. Chủ quán mới nói, thưa anh, cái bảng còn để kìa, ngày mai ăn khỏi trả tiền, còn hôm nay anh ăn thì phải tính tiền. Xin thưa cô bác chị em, phải không? Cái bảng còn để kìa, ngày mai ăn khỏi trả tiền, nhưng mà hôm nay ăn thì phải trả tiền. Cái anh nhìn lên cái bảng đó, thôi rồi, biết chừng nào mới là ngày mai. Nhưng bất ngờ quá, đâu có đem tiền bạc theo, nên thế giày, thế nón, thế áo trở lại cô bác chị em. Rồi năm 39 sau khi Đức Thầy mà ra đời thuyết pháp đó, một hôm nọ có hai vợ chồng cái anh này bán nghề rau cải. Khi mà chèo ngang tàu đình đó thấy xuồng ghe đậu tức là chặt cứng, số lượng tới mấy ngàn người. Đánh hiếu kỳ nên dừng ghe lại, lên nghe Đức Thầy thuyết pháp. Khi bước lên bờ đó đứng tuốt đằng xa, nghe Đức Thầy thuyết pháp lồng lộng. Khi xưa Đức Thầy trên diễn đàn thuyết pháp, không có dùng video, không có dùng âm thanh máy của chém mà chỉ nói miệng mà thôi. Anh ta nghe lạ quá cho nên lỡ sát một bên đó thì nghe cái âm thanh vẫn như một. Bởi vì Phật đó thì có bát âm mà chỗ này gọi là bát diễn âm. Dù xa hay gần nhưng mà âm thanh nghe vẫn một. Sau khi cái tràng pháp đó thì anh tỏ ngộ định là phát tâm quy y liền. Nhưng mà nhớ hôm nay là ngày 23 mà ngày 23 là ngày không có tốt. Thôi mình để ngày mai 24 thôi tu. Anh nghĩ tu giống như buôn bán vậy, đâu phải lựa ngày nào tốt. Nhưng mà thầy biết được tâm niệm, thầy mới bước lại thầy nói, thôi muốn tu thì tu đi, để ngày mai còn sống, không mà hẹn lần hẹn lựa. Xin thưa cô bác, thì anh ta mới làm lễ phát tâm ngay lúc đó. Chiều xuống ghe ngủ, sáng bà vợ kia thức dậy. Sao cô bác chị em? Chết queo. Cô bác mình xin biết hay giờ cho chạy cái tay đi. Dạ. Thì bà vợ mới chạy lên, thưa thầy, chồng con hồi chiều hôm qua đó mới qua với thầy mà đã chết rồi, như vậy có được gì không thầy? Thầy nói không sao đâu, thầy đã chứng đích sự quy y cho ổng rồi. Xin thưa các chị em, bởi vì
Thầy nói đó là thấy hiếm kẻ vô nghì lạc đạo, đưa một lòng làm bảo làm sằng, ai mà xét đến ăn năn hoài đầu hướng thiện bằng tăng chất dùm. Bởi vì tu nhất kiếp ngộ Phật nhất thời. Cái anh kia đó gặp thầy làm lễ phát tâm quy y, chưa kịp ăn chay cúng lại niệm Phật, tối chết được chứng đắc liền. Còn cô bác mình ở đây đó cúng lại ăn chay niệm Phật mà tu đây đó, thì mình tin chắc rằng là Phật sẽ rước mình có chưa. Bởi vì hôm nay thở là chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ dắt lần về ngôi, có ngày mở rộng quy khôi, non thằng gian chuyển khùng ngồi xử phân. Vậy thì xin thưa cô bác chị em, bây giờ mình trở lại thì cái ngày nào đó là lập hội đó thì mình chưa xác định, nhưng mà muốn nói rằng là cái ngày lập hội đó là rất là mau là lẹ. Bởi vì thầy cho biết là ngày vui tươi cũng đà lố bóng, cớ sao đời còn mãi say xưa, không tìm thầy đặng hưởng phước thừa. Ngày lập hội tay dinh nhành quế, trao thân phận rạng danh hiếu để thỏ dạ thầy nơi chốn mây đồng. Nhưng mà cái điều kiện mà để chúng ta vào hội đó là như thế nào? Thì cái người nào mà muốn vào hội Long Hoa này đó, thứ nhất là phải theo đạo chân chánh. Vì đức thầy cho biết là phiên bổn đạo gán tầm nẻo chánh, chừng lập hội sát thân mới rảnh, nếu không thờ khó thấy Phật trời. Xin thưa quá chị em, cái điều thứ nhất là chúng ta phải chọn cái đạo chân chánh. Mà hôm nay xin báo cho toàn thể cô bác cho chúng ta đó, mình quy y theo Phật giáo Hòa Hảo là cái đạo chánh. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì đức thầy cho biết là dạy đạo chánh vì thương Nam Việt, ở cao miên vì mến tầng hoàng, trở về Nam đặng có sửa sang cho thiện tính được gành chân lý. Mà thầy nói là đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, lại nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, dạng mười ơn mới đạo làm con lúc sinh sống trở nên phụ bạc. Bởi vì khi xưa Đức Phật lúc mà nhập diệt đó, thì A Nan mới hỏi Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Thế Tôn qua đời, sau này đó tụi con á lấy cái điều gì để phân biệt cái đạo nào, cái giáo lý nào chánh hay là tà? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho biết rằng, nếu như mà sau này có ai ra đời mở lên cái tông phái đạo Phật mà giáo lý người đó có bác chánh đạo là cái đạo chánh, còn nếu ai cho mình là đạo Phật mà cái giáo lý người đó không có bác chánh đạo là đạo tà. Vậy thì hôm nay giáo lý của Đức Thầy chúng ta có bác chánh đạo, mà Thầy viết có ba lần như vậy. Lần thứ nhất Thầy viết trong quyển tư bằng cái đoạn là văn vần, câu bác chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca, người tu hành cần phải tìm ra. Rồi cái lần thứ hai đó Thầy viết trong bài, tức là dặn dò bổn đạo, đạo màu bát chánh gán ghi, thứ nhất chánh kiến diệt chi sanh nhìn. Lần thứ ba Thầy viết trong quyển tôn chỉ hành đạo bằng văn tảng, bởi vì Thầy nói là thiền lâm Phật thích thở xưa kia, non tiết rèn ra bát chánh kìa, phổ quá dân lành trong khắp chúng hoàn cầu bốn biển khắp trên biên. Cho nên Thầy nói là đạo với lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ, chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thăng sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý coi tại sao ta phải tu hành. Cho nên Thầy kêu mình đó là lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thợ khéo sơn gia, thì sau này đến lúc phong ba dòng gió lớn cột kèo khỏi gãy. Vậy thì mình may duyên quá là chúng ta được phát tâm tu cho Thầy. Và sau khi mình được cái đạo chân chánh rồi đó, thì mình phải thực hiện bốn điều như sau. Bốn điều này là căn bản để chúng ta vào hội luôn cô bác chị em. Cái điều thứ nhất là cái người này phải được ăn chay. Bởi vì Thầy cho biết là trong tam giáo ăn cần mở đạo trường ngoại bang phục đáo như xưa, Phật tiên dặn chuyển lọc lừa chúng sanh gán nhớ múa dưa hội này. Cho nên cái hội này là phải múa dưa chứ không có cái lóc nướng chui cô bác. Không có nghe. Bởi vì Thầy nói là tương với muối cháo cao đạm bạc, hay là phận tu hành đạm bạc cao tương. Cho nên vì thế mà sau khi trình bày xong đó, có cái bà cô này mới nói: Đệ Nghiêm ơi, Đệ Nghiêm, tôi làm cái gì thì tôi làm nổi, nhưng mà tôi ăn chay tôi ăn không có nổi. Tôi nói: Chàng ơi, cô đừng có nói vậy nghe, cô ăn không nổi là cô chìm đó, phải không? Mà chìm thì không có ai vớt cho cô bác. Mà nếu mình ăn chay nổi đó, Thầy nói nè: Văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thiền bát nhã cứu thì chẳng gian, gió đưa lướt sóng bồm lon, rước người tu niệm xê sang thủy tình. Ngặt có một điều đó, ai mà ta dạy chẳng dình, ngày sau đừng trách mất tình yêu đương. Cho nên cái điều đầu tiên là chúng ta phải ăn chay. Nhưng mà cái quan niệm của mình từ trước tới giờ đó,
mình sợ ăn chay bệnh, ăn chay ốm, ăn chay tức là yếu. Xin thưa quá chị em, cái quan niệm này sai lầm. Nếu mà nói ăn chay bệnh đó thì các bác mình vô nhà thương coi, được mấy người ăn chay bệnh của bác, hay là toàn là ăn mặn cũng bệnh. Vậy thì ở đây đó, cái bệnh này đó là do cái việc thời tiết, do cái nghiệp ăn mặn, ăn chay gì cũng bệnh. Còn nếu ăn chay mà ốm đó, thì xin thưa đó, bây giờ đi nghiêm ăn chay có ốm không? 32kg đúng tạ đó cô bác, phải không? Rồi bây giờ nếu nói ăn chay yếu thì xin thưa không phải. Tất cả các anh em tu sĩ thành viên trong đoàn này đó, sống bằng nghề tức là cắt lưới mướm, đi vác lưới mướm đó cô bác. Tới mùa lúa là đi phơi lúa cho đồng đạo, người nào cũng dắt hai bao, thấy ấm ấm chứ để hai bao vô đi bye bye đó nghe. Vì đâu phải ăn chay là yếu. Còn bác mình thấy đó, những cái người mà như mấy ông bác sĩ nè, mấy người trên thành phố mà xuống dưới quê mình đó, đi mà mướn coi có lại mình không có bác chị em. Cái mạnh là do mình có sinh hoạt thể dục hàng ngày mà có sức khỏe mà thôi. Vậy thì cái ăn chay này đó là nó rất là có lợi cho cái cơ thể sức khỏe của mình. Cho nên xin kể cho bác mình nghe câu chuyện ăn chay. Bởi vì trong giảng thầy nói rằng đó là chừng nào xấu nọ quá long trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Có con sấu và nó tu đó được thành rồng. Xin thưa quý vị, ở một cái biển đại dương nọ đó có con sấu sống trên 2000 năm. Một hôm nọ thì cái biển, nước biển kia nó khô cạn. Con sấu nó mới rầu nó, chàng ơi, gần đây đó là cái biển này khô cạn, mình cùng tất cả các loài thủy tộc đều phải chết hết. Trong cái lúc suy nghĩ đau khổ thì có một vị thần tiên bay ngang, thấy được tâm niệm con sấu, cho nên dừng lại cho biết. Này sấu ơi, ta nói cho nhà ngươi biết, cái biển này đó, một ngày gần đây nó sẽ khô cạn và ngươi cùng tất cả các loài thủy tộc đều phải chết hết. Nói xong rồi, vị thần tiên bay đi, con sấu nó mới lưỡng lự và suy nghĩ. Nó nói, chàng ơi, hồi trước giờ mình ăn quen, không biết bây giờ nhịn có quen không? Mà nếu nhịn không quen thì phải chết, nhưng mà phải chọn một cách nào cho được phù hợp. Nó lội đi một khúc, thấy trước mặt nó có cục đá, nó nói, có cách rồi. Nó mới hả miệng ra, con bác chị em từ đằng xa dùng sức mạnh nó sắn vô cục đá, chính khắc luôn. Nó nói, ngậm đá để thành dòng có thần thông diễn vong trên hư không. Ngậm đá để thành dòng có thần thông diễn vong trên hư không. Lúc này đó là cá tôm lội lên gần, nhưng mà con sấu không bao giờ nao lòng và rúng động. Chưa đầy một năm, cái biển kia nó khô cạn hết. Nhưng riêng về con sấu đó, nghe lời vị thần tiên cho nên được bỏ kiếp sấu đau khổ, tránh ngày đại nạn, được thành dòng có thần thông diễn vong trên hư không. Vậy là con sấu kia, nó muốn được như vậy, nó phải ngậm cục đá. Còn toàn thể cô bác, anh chị em chúng ta muốn bỏ kiếp người đau khổ này để tránh ngày đại nạn sắp đến, để được dự hội long qua thành tiên tất Phật, đề nghị quý vị về nhà chiếc này ngậm cục tàu hủ. Bác đồng ý không? Nhưng mà có một điều, ngậm tàu hủ đó thì phải ngậm cho dẻo, ngậm cho dai, ngậm hoài, ngậm gán, ngậm không chán, ngậm không buông, ngậm luôn, ngậm không xả, ngậm như vậy mới không ngã. Chứ ngậm giữa chừng đó, mới ăn chay đó, xuất rượu đó cô bác. Bởi vì cái ghe mà mới chét đó, nó uống chay dữ lắm. Bằng đêm nó ngậm óp kìa, xuất rượu á. Cho nên có nhiều đồng đạo mới ăn chay cái bằng đêm cái nói, giấc này chắc Phật ngủ rồi, phải không? Trong đạo có một cách ăn chay sốt ruột đêm phia phải thở dài, gình đến ban đêm chờ Phật ngủ rồi xé khô tay nướng miệng vừa nhai. Phật ở trên cao, Phật mỉm cười rằng, con sao khéo tệ hơn người, ráng ăn mỗi tháng 30 bữa. Cô bác được ăn nhiều, ăn tháng 30 bữa thôi. Lề lối tu hành cho dễ ngươi, than rằng sốt ruột lắm Phật ơi, nhịn cá mấy hôm khổ lắm rồi. Con tưởng ban đêm là Phật ngủ, mới ăn một miếng mới vừa thôi, chuyện lỡ lầm xin Phật xót thương, từ nay con chẳng dám xem thường, cúi đầu lại Phật giùm che chở, mà có đói từ gài nguyện húp tương. Cho nên có đói thì húp tương nghe cô bác chị em. Vì vậy mà xin thưa cô bác chị em, từ gài về sau đó cô bác mình đi núi chứ này, trở về nhà khỏi cần ăn chay trường. Ủa sao nghe lạ quý vị, cô bác mình phát tâm ăn chay ngày thôi, bữa nay ăn bỏ đừng tính, ngày mai ăn bỏ đừng có tính. Bởi vì nghe nó ăn chay trường nó ngán, cái trường là dài nó ngán lắm. Bây giờ phát tâm ăn chay ngày thôi, ngày nào cũng ăn, bữa nay ăn bỏ, ngày mai ăn bỏ, ăn gì nó không ngán cô bác. Mà nếu chúng ta ăn chay đó khoảng chừng 3 tháng 6 tháng thì cái cơ thể mình nó điều hòa. Lúc này đối với cá thịt là rất là tanh cô bác, còn mới ăn thì nó còn thèm khác, là bởi vì từ trước tới giờ chúng ta đã ăn cá thịt rất là quen rồi.
Hôm nay mà bước qua ăn chay thì nó hơi ngỡ ngàng, nhưng mà nếu mình quyết định và mình tin lời Phật dạy, vì muốn vào hội nên trước tiên chúng ta phải tập ăn chay. À, và tiếp theo đó, sau khi mình ăn chay thì bây giờ thầy cho biết là cúng lại, bởi vì lo liệu liệu chịu tiếng trần có một hội này gán lập thăng, chứ để trễ chày ghen chẳng kịp, phiên ai phía sớm ráng chiên cần. Cho nên vì thế mà chúng ta phải cúng lại sớm chiều. Về thể xác thì chúng ta có hai bữa cơm. Về tâm linh của mình đó thì phải có hai thời cúng lại. Bởi vì thầy cho biết là tưởng nhớ Phật chớ nên sái buổi. Hay là muốn tu hành thì phải cần chiên. Chữ chiên vô cái nướng nha cô chị em. Chứ mới tu đó, nhất là mấy em còn nhỏ đó, chờ sáng mới, nhất mà mấy cái ngày mà gần Tết mà lạnh đó, kia lúc chị cúng cái chở bình ra nó cái khét nghẹt luôn quá chị, phải không? Nướng cái khét luôn. Mà thầy nói là muốn tu hành thì phải cần chiên, cái chiên nó mới vàng, còn nếu mình nướng nó khét à. Cho nên bởi vì cái sự cúng lại này đó là cái pháp môn tu cầu. Cô bác anh chị em chúng ta hàng ngày mình làm điều thiện trao sữa, đó là tu. Mà chữ tu là tự lực, tự mình trao sữa, coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó rất nhiều. Nhưng mà chữ cầu là gì? Chữ cầu là cúng lại. Mình cầu nguyện với Phật ban bố phước lành cho mình, cầu nguyện với Phật để cứu độ tổ tiên ông bà cha mẹ và cho bá tánh, cho tất cả chúng sanh và cho tất cả thế giới trên quả địa cầu này. Như vậy thì giống như hôm nay đó, là mình đi thiền, giữa sông bị đắm thiền. Sau khi bị đắm thiền thì sao quý vị? Chúng ta phải dùng sức lội vào bờ. Nhưng mà cái sức mình lội vào bờ không có nổi, vừa lội mà vừa kêu bớ bà con cứu tôi. À, mình vừa lội mà vừa kêu, cho nên đem thiền ghe vớt mình lên. Vậy là hôm nay thầy nói là tu cầu đó, bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả, Phật ban phép lành, tu cầu thoát chốn tử sanh, nương theo Phật quốc lờ lành thằng nghe. Cho nên vì thế mà cái sự cúng lại này, Đức Thầy chúng ta đó đã rút 7 bộ kinh bên giáo lý nhà Phật để dạy mình. Cái bài quy y là thầy rút trong bộ kinh sám hối. Cái câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật là kinh A Di Đà. Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An là kinh Phổ Môn. Kinh Phổ Môn là kinh cầu an. Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửa Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh là kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu An Trong Kinh. Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương là kinh Du Lan. Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Văn Từ Tâm Bất Ái Giải Thoát Mê Ly là kinh Kim Cang. Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu Phật Tổ Bậc Thầy Từ Bi Xá Tội Đệ Tử Điều Ta Định Sự Trí Huệ Thân Minh Giai Đắc Đạo Quả là kinh Bát Nhã. Cho nên mỗi một thời công phu của bác mình là tụng 7 bộ kinh một lượt, cái phước báo không thể như bàn. Cho nên thầy trước khi mà ra đi đó, thầy dặn đi dặn lại rất là nhiều lần, sớm chiều bình đẳng chớ lơ thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai. Ra đi để lại một bài, tức là cái bài cúng lại đó, cho trong bổn đạo hôm mai dằn lòng. Vậy thì xin thưa cô bác chị em, cái sự cúng lại là không thể nào thiếu đối với người tu. Cho nên thầy nói là sớm phia bá tánh cần chiên, nghe lời dạy bảo cảnh tiên giữa kề, ít lâu ta cũng trở về, phiên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao, trì lòng chớ có núng nao, từ đây nhân vật mòn hao lằng lằng. Mấy lời dạy bảo ăn cần bổn đạo xa gần nghĩ cạn mới hay. Cho nên nhiều khi đó là mấy anh thanh niên đó cúng lại đó là mình sẽ mắc cỡ. Mới tù đó quý vị, cúng đó có cái màn kéo lại sợ ta dòm. Nhưng mà xin thưa các bác, bây giờ mình nhớ lại đó, hồi trước mình là uống rượu rồi mình chạy xe mình lan mình hin đó, sao mình không mắc cỡ? Mà hôm nay mình cúng lại đây đó là mình cầu nguyện cho cha mẹ, cho ông bà tổ tiên, tất cả mọi người mà trời Phật đó là khen, mà có gì đâu mắc cỡ các bác chị em. Bởi vì cái lời nguyện giá của mình đó, Đức Thầy cho biết là thánh tiên vừa nhích miệng cười, chúc mừng chẳng thấy có người chân tu. Nguyện tiếng chuông lành thông các cõi, thiết di địa ngục cũng nghe gành, nghe gành thanh tịnh tâm tròn sáng, tất cả chúng sanh Phật đạo thành. Vậy thì mình cúng lại đây đó, chờ Phật tức là khen và vui, thì hôm nay có gì đâu mà chúng ta mắc cỡ. Cho nên cái điều thứ hai là chúng ta phải cúng lại. Và tiếp theo điều thứ ba đó là chúng ta phải niệm Phật.
dễ phải cô bác chị em. Bởi thầy nói là mong cầu gặp Phật hội Long Hoa, con ráng trì tâm niệm Phật Đà, hay là mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giải thân này khỏi đọa xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật soi đường minh thiện đến Long Hoa. Cho nên ai muốn đến hội Long Hoa này thì phải niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, vì Đức Thầy cho biết là thiện duyên ấy cũng tại nơi ta, hộ niệm quay linh Đức Phật Đà, sớm tối đi nằm y chánh pháp thầy quyền dắt đến cảnh Long Hoa. Vậy thì 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Sau khi mà cô bác anh chị chúng ta niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì Đức Thầy Ngài cho biết là cứu khổ Nam Mô vô lượng phước diệt nạn tu rị hữu thiên kinh. Cái câu Nam Mô A Di Đà Phật này đó, cái thứ nhất là giải khổ, giải khổ. Khi cô bác cho mình niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì những cái nỗi khổ, đau buồn, giận hờn, gia đình, con cháu, bản thân, hoàn cảnh đều tan biến hết. Bên không, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hết buồn liền của bác chị em. Nó màu nhiệm gì đó. Bởi vì thầy cho biết là niệm chữ A Di dẹp lòng sầu gán trì kinh kệ hoặc bao lâu, cũng có ngày kia ta giải thoát. Giải thoát thì ta rõ đạo màu. Bởi vì chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Còn ai mà nghèo phải không? Nghèo là khổ cái gì? Bây giờ muốn hết khổ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các chị em, bởi vì Đức Thầy nói là nghèo lương hiền biết niệm Di Đà thì mai sau thoát khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bảy núi còn nhiều báu lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời coi thì coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Bây giờ Thầy nói là bằng cùng cũng sớm liệu tôn, giữ tâm ngay thảo sớm làng mới điều. Bởi vì chữ bằng tiện phiên dân đừng đại, miễn cho ta trở lại ngay đàn chữ vinh qua, giờ chớ có màn bở giả tạm của điều của đời phương hạ. Cho nên hết khổ của bác, niệm Phật là hết nghèo luôn. Từ đây đó đến buổi thanh bình, muôn người niệm Phật là quả mình biết bao. Biết khôn tìm kiếm ma ha một câu lục tự thôi, tức là 6 chữ Nam Mô Phật thì nhà nhà bình an. Cho nên thứ nhất là cái niệm Phật này nó giải khổ hiện tại, và mình không vào đọa vào tam đồ là súc sanh, địa ngục và ngạ quỷ, mà vô lượng phước đã là giải khổ mà còn tăng cái phước nữa. Bởi vì sau khi các bác mình niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó thì bắt đầu chúng ta được cái phước. Khi mà mình có cái phước rồi đó thì mọi người yêu mến, mọi người yêu mến. Cái người biết niệm Phật đi đến đâu ai cũng cảm mến, ai cũng giúp đỡ. Cái thứ hai, khi mình có cái phước thì mình nói ra đó, trong gia đình con cháu đều nghe. Nếu trong lòng chúng ta tin Phật, niệm Phật thì bây giờ mình nói ra là con cháu mình đều nghe. Gia đình của mình thì hạnh phúc, biết hiếu thảo, trên dưới thượng hòa là nhờ cái sự niệm Phật của toàn thể cô bác anh chị em mình. Xin thưa quý vị, cho nên ở đây đó là cứu khổ Nam Mô vô lượng phước diệt nàng tu rị hữu thiên kinh. Bởi vì câu Nam Mô A Di Đà Phật này đó là đại thần chú, là đại minh chú, là đẳng đẳng chú, là vô thượng chú. Cho nên quá mình khỏi cần phải tu theo pháp môn nào hết, mà mình chỉ niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thầy cho biết là uống nước niệm Phật uống vào, ăn cơm cũng niệm, chỗ nào cũng tu, ngồi đây vẫn niệm Phật được, buôn bán vẫn niệm Phật được, rồi bây giờ đi làm ruộng vẫn niệm Phật được, ở ruộng đồng cũng niệm, nhưng mà Phật chẳng chấp chẳng này thời khắc. Vậy thì quá dễ không bác cho em. Mà cái sự niệm Phật này đó mình không tốn tiền, làm lành đâu có tốn xu mà sao thoát khỏi ao tù thế gian. Như vậy thì cái điều thứ ba này là chúng ta phải niệm Phật. Xin thưa quý vị, chỉ là đại khái mà thôi. Và cái điều thứ tư đó là chúng ta phải làm lành. Bởi vì thầy nói là Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, sau này đã có hội Long Hoa là các tiên Phật mười phương đều trở lại cái bài này hết. Để chi? Để lừa lọc con lành, diệt quỷ ma. Nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Chứ nơi là bùn, chứ hà là nước, là làm bùn, làm đất, làm cây đá, chơi trội giữa trời dạng kiếp thu. Xin thưa của bác chị em, cho nên thầy nói với ông lương nhân tốt đó, nói nhiều lắm xe lơ tình nghĩa, chữ hiền lành trao chĩa cho xong, thấy đời chẳng hạ long đông chẳng lo, khó thấy mây rồng hỏi kia.
Cho nên thầy nói là đục trong bốn cuốn ngọn ngành phiên đời trao chỉa chữ lành cho xong. Chữ lành là thiện, là thân chúng ta đó không sát sanh đạo tặc tà dâm. Cái thân của mình đó thì không sát giết sanh mạng của người và vật, không đạo tặc rồi lấy của người khác, không tà dâm là quan hệ bất chánh. Tà dâm là sao quý vị? Ở đây đó, nhà Phật cho biết rằng cái người nào mà có chồng, có vợ rồi mà còn lăng nhăng quan hệ bên ngoài, ví dụ như mấy đàn ông đó, mấy ông đó thì có vợ bé, vợ nhỏ, còn mấy bà thì sao nè mấy đại? Mấy bà thì qua có chủ đèo vòng tình mới. Cho nên nó là cắt tiếng gọi nữ nam ơ hở, bỏ những điều điếm nhục tâm môn đắng nam nhi, học lấy điều khôn lòng trung hiếu dình theo đạo lý. Hàng phụ nữ gương xưa nói chí những mẹ hiền, dâu thảo rô chiền niệm Phật mà gây lấy thiện duyên cho đẹp bậc tổ tiên nòi giống. Còn cái người nào được cha mẹ chấp thuận cứ hỏi thì gọi là chánh dâm. Cái người chưa có gia đình đó thì thầy dạy là làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng, cũng đừng rẹo rái có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chọc kẹo gái xinh nữa sao mắc phải yêu tinh hư mình. Còn mấy người mà lớn tuổi đó, người già ham muốn gái xinh, 80 tuổi mà còn mê 19 tuổi đó gọi là người già ham muốn gái xinh. Nữa sao chẳng biết thân mình ra sao, xác thân thì cọp xé beo vào, còn người tàn bạo thì máu đầu tuôn rơi. Cho nên tín đồ Phật giáo hòa hảo có một điều đặc biệt là chỉ một vợ một chồng mà thôi. Ai còn lăng nhăng còn quan hệ bên ngoài, lội ra ngoài, không có vào hội được. Vậy thì ở đây là cái thân mình phải giữ ba cái điều là sát sanh, tạo tật, tà dâm. Cái miệng mình đó thì lưỡng thiệt, là nói hai lời, đâm mì thóc, thọt mì đạo. Chuyện có nó không, chuyện không nó có. Đến người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọt cho gai. Khá chừa đi hương đảng bớt gầy, dùng thì thiệt giải bày tâm trí. Còn bây giờ ỷ ngôn là mình mắng nhiếp người khác, lưỡng thiện ngôn ác khẩu là nói những lời độc ác, chữ rủa thần thánh, mắng rủa là các đấng vô hình. Rồi bây giờ giọng ngữ tức là nói dốc. Vậy thì hôm nay thầy nói là lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác là quả ương cái đấm. Còn bên nam đó thì mình chữ thề, thì cái điều này mình cũng tuyệt đối luôn. Và cái ý mình đó thì có ba điều là tham lam, sân nộ và mê si. Và kính thưa toàn thể cô bác ở trên cái bến, vậy thì sau khi mà chúng ta dứt trừ 10 điều ác này đó thì mình được 10 điều thiện. Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn trơn Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy ngày sao chẳng mất. Vậy thì nếu chúng ta thực hiện được 4 cái điều này thì coi như chúng ta được cái vé để vào hội Long Hoa. Mà hội Long Hoa này lập ra đó, thứ nhất là để ban thưởng người hiền. Bởi vì thầy cho biết là khổ lâu dài nay sắp mãn hay chưa, cầu nguyện Phật chờ gọi bốc mưa, kiếp mở Long Hoa xây mái tạo cho dân hồng lạc thọ ăn thừa. Cái thứ hai đó là để thay đổi cuộc diễn biến. Bởi vì sau lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác hay hồn, Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn đặng ban thưởng Phật tiên giới thánh. Xin thưa quý vị. Và cái điều thứ ba đó, cái hội Long Hoa này lập ra đó, Đức Phật với lại cái thuyết ba chằng pháp, và chúng ta được nghe pháp đắc đạo. Vì trong bài sứ mạng thì nói Lộc Dương Đà chỉ gõ mái diệu quyền, chuyển lập hội Long Hoa để chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi người đủ các thiện căn, để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Cho nên vì thế mà Đức Thầy mới phiên chúng ta là mau chân bước đến Long Hoa hội chầu Phật hòa vui cõi đại đồng hôm nay ở đây đó. Xin thưa quý vị, cho nên thầy phiên mình đó là khá chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền hắc ám phong ba, trở chân cho kịp Long Hoa. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Cô bác mình đừng có sợ mất mặt cái người thế gian, đừng có sợ mất mặt cái xui gia với bè bạn, mà mình sợ mất mặt trong cái ngày Long Hoa hội mà chúng ta không được gặp bậc thầy thôi. Cho nên thầy nói là dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng có tham lam nữa, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian, để sau coi hội, coi hàng, coi tiên, coi Phật mới ngoan bớ trần. Vậy thì xin thưa cô bác trẻ kính mến, bởi giờ hôm nay ở đây đó là Đức Thầy đang đợi. Bởi vì trường thi chưa mở, trống chưa thùng, trống chưa thùng, sĩ tử vẫn chờ trong trong ngóng, mau mau thấy mặt chồng.
bản hổ danh đề tên chiến sĩ đem tài thao lược giúp non sông. Vậy thì trong khi cô bác Bình đi chiến núi này về, ai phát tâm tu rồi, chúng ta giữ lập trường cho vững chắc. Ai chưa phát tâm tu, bây giờ mình phát tâm tu. Bởi vì thầy cho biết là việc tu dân sự còn chờ dịp nào, tức là chờ cái dịp nào đó. Bây giờ ngày nay chim đã gặp cành rồi, mình là chim nè, mà gặp cành tức là chỉ cho cái giáo lý là cái đạo. Thì ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho gành gió mưa. Sắp đến đây là bão lụt, là thiên tai, vì thế mà hôm nay chúng ta may duyên lắm, mình được sanh làm người và gặp được cái giáo lý của thầy ra đời tại miền Nam nước Việt để khai đạo, để dạy mình tu. Thứ nhất là mình được hạnh phúc và dạy tốt tương lai. Vậy thì ước mong rằng toàn thể cô bác chị em mình sau khi đi chiến núi này về, chúng ta phát tâm tu. Vậy thì xin thưa toàn thể cô bác anh chị kính mến, thì trước khi dứt lời đó, xin cầu chúc cho toàn thể cô bác anh chị em có mặt nơi đây đi chiến núi này trở về được giải hết quả căn và phát bồ đề tâm, tinh tấn ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành cho đến ngày viên mãn giải thoát, để diện ký đức thầy khi trở gốc trong ngày Long Hội chúng ta đều được có mặt. Thầy cho biết là kìa hỡi ai, giữ phận cho tròn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp, chớ nản chí đường tu bổ liếp. Bây giờ kẻ sở người tề, nhưng mà hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Đến đó rồi thì tất cả cô bác chị em mình, chúng ta sẽ được hội ngộ tương phùng trong cái ngày Long Hoa Hội. Đến đây thì Đại Nghiêm cũng xin dứt lời. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô. Dạ, kính thưa toàn thể cô bác chị em, vừa qua xuyên suốt hơn một tiếng đồng hồ của chị, chúng ta được ủng hộ tu sĩ Nghiêm qua một đề tài thì